Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 8. Khi Samuel đã già, thì lọc các con trai mình làm quan xét cho Israel. Con đầu lòng tên là Joel, con thứ là Abia. Hai người đoán xét tại Beersheba. Nhưng hai con trai người chẳng noi theo gương người, siêu lòng tham của, nhậm lấy hối lộ và trái lệch sự công bình. Hết thảy những trưởng lão đều hiệp lại đến tìm Samuel tại Rama và nói rằng: Kìa, ông đã già yếu, còn các con trai ông lại chẳng noi theo gương của ông. Bây giờ, xin hãy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, y như các dân tộc khác đã có rồi. Các lời chúng nói rằng: Hãy ban cho chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, chẳng đẹp ý Samuel. Samuel bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: Hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi. Ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối ta đó. Hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa. Chúng nó đối ở cùng ngươi y như chúng nó đã thường làm từ khi ta đem chúng nó ra khỏi xứ Ai Cập cho đến ngày nay. Chúng nó đã lìa bỏ ta, đặng hầu việc các thần khác. Vậy bây giờ, hãy nghe theo lời chúng nó, song chớ quên báo cáo cho chúng nó cách nghiêm trang và tỏ ra cho biết vua cai trị chúng nó đó sẽ đãi chúng nó ra làm sao. Samuel thuật lại mọi lời của Đức Giê-hô-va cho dân sự đã cầu xin Ngài một vua mà rằng: Này là cách của vua sẽ cai trị các ngươi. Người sẽ bắt con trai các ngươi đặng đánh xe mình, hoặc đặt vào quân kỵ để chạy trước xe của người. Người sẽ lập chúng nó làm trưởng ngàn người và trưởng 50 người, hoặc bắt chúng nó cai ruộng người, gặt mùa màng người, chế tạo binh khí người và đồ đạc của xe cộ người. Người sẽ bắt con gái các ngươi làm thợ chế dầu thơm, làm đầu bếp và thợ bánh mì. Người sẽ thâu vật tốt nhất của ruộng, vườn nho và cây olive của các ngươi đặng phát cho tôi tớ người. Người sẽ đánh thuế 1/10 về ngũ cốc và vườn nho các ngươi mà phân phát cho những quan hoạn và tôi tớ người. Người sẽ bắt những tôi trai, tớ gái, trai tráng hạng của các ngươi đến đổi bắt con lừa các ngươi mà dùng vào công việc người. Người sẽ đánh thuế 1/10 về những bầy chiên các ngươi, và các ngươi sẽ làm tôi mọi người. Bây giờ các ngươi sẽ kêu la vì cớ vua mà các ngươi đã chọn, nhưng Đức Giê-hô-va không nghe các ngươi đâu. Dân sự chối không nghe lời của Samuel mà rằng: Không, phải có một vua trên chúng tôi. Chúng tôi muốn như các dân tộc khác. Vua chúng tôi sẽ đoán xét chúng tôi, đi trước đầu chúng tôi mà đánh giặc cho chúng tôi. Samuel nghe mọi lời của dân sự bèn thưa lại cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đáp cùng Samuel rằng: Hãy nghe theo tiếng chúng nó và ban cho chúng nó một vua. Bây giờ Samuel bèn nói cùng các người Israel rằng: Các ngươi ai nấy hãy trở về thành mình. Chương 9. Bây giờ có một người Benjamin tên là Kích, con trai Abien, cháu Sero, chắc Bekorat, chít Afiat, là con trai của một người Benjamin. Kích vốn một người dõng sĩ, có một con trai tên là Saul, còn trẻ và lịch sự. Trong dân Israel chẳng ai lịch sự bằng người, người cao hơn cả dân sự từ vai trở lên. Một ngày kia, những lừa cái của Kích cha Saul bị lạc. Kích nói cùng Saul con trai mình rằng:
hãy đem theo một tôi tớ đi tìm những lừa cái. Người đi khắp núi Ephraim, khắp xứ Shalisha mà không tìm được, lại trải qua xứ Salim, xứ Benjamin, song cũng không gặp. Đến trong xứ Sufer, Sa-lơ nói cùng tôi tớ theo mình rằng: Này, chúng ta hãy trở về, kẻo cha ta đã đành mất lừa, lại lo cho chúng ta chăng? Kẻ tôi tớ đáp cùng Sa-lơ rằng: Hãy nghe, trong thành này có một người của Đức Chúa Trời, là người rất tôn trọng. Mọi sự người nói trước đều ứng nghiệm chẳng sai. Vậy, chúng ta hãy đi đến đó. Có lẽ người sẽ chỉ cho chúng ta con đường phải nương theo. Sa-lơ nói cùng kẻ tôi tớ mình rằng: Phải, chúng ta hãy đi đó. Nhưng chúng ta phải lấy gì mà dâng cho người? Các bao chúng ta đều hết lương thực, và chúng ta chẳng còn một lễ vật nào để dâng cho người của Đức Chúa Trời. Chúng ta còn chi? Kẻ tôi tớ tiếp rằng: Tôi có trong mình 1/4 siếc lơ bạc. Tôi sẽ dâng bạc đó cho người của Đức Chúa Trời, rồi người sẽ chỉ đường cho chúng ta. Thuở xưa, trong Israel, hễ người ta đi cầu vấn Đức Chúa Trời, thì thường nói rằng: Chúng ta hãy đi tìm người tiên kiến. Vì người mà thiên hạ ngày nay gọi là tiên tri, ngày xưa gọi là người tiên kiến. Sa-lơ nói cùng kẻ tôi tớ rằng: Người nói phải, chúng ta hãy đi. Hai người bèn đi đến thành người của Đức Chúa Trời ở. Khi hai người đi lên đường dốc về thành, thì gặp những con gái trẻ đi ra múc nước, bèn hỏi rằng: Đấng tiên kiến có đây chăng? Các con gái trẻ đáp rằng: Có, kìa người ở đằng trước mặt ông. Nhưng hãy mau đi, vì ngày nay người đến thành, bởi bá tánh có việc tế lễ tại nơi cao. Khi vào thành, hai ông chắc sẽ gặp người trước khi chưa đi lên nơi cao đặng dự lễ. Bá tánh không ăn trước khi người đến, vì người phải chúc phước cho của lễ, xong rồi các người dự tiệc mới ăn. Vậy hãy đi lên, nội ngày nay hai ông chắc sẽ gặp người. Hai người đi lên thành. Khi vừa vào thành, bèn gặp Samuel đi ra đặng lên nơi cao. Vả ngày trước khi Sa-lơ đến, Đức Giê-hô-va đã tỏ ra cho Samuel mà rằng: Ngày mai tại giờ này, ta sẽ sai một người ở xứ Benjamin đến cùng ngươi. Ngươi sẽ sức dầu cho người làm vua của dân Israel ta. Người sẽ giải cứu dân ta khỏi tay dân Philistine, vì ta đã đoái xem dân ta, và tiếng của chúng đã thấu đến ta. Khi Samuel thấy Sa-lơ, Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Kìa là người mà ta đã bảo ngươi, ấy người sẽ quản trị dân ta. Sa-lơ đến gần Samuel tại cửa thành mà nói cùng người rằng: Xin ông hãy chỉ cho tôi nhà của đấng tiên kiến. Samuel đáp cùng Sa-lơ rằng: Ta là đấng tiên kiến đây. Hãy đi trước ta lên nơi cao. Ngày nay hai ngươi sẽ ăn bữa cùng ta. Đến mai ta sẽ tỏ cho ngươi mọi điều trong lòng ngươi, đoạn để ngươi đi. Còn những lừa cái mà ngươi đã mất 3 ngày nay, chớ lo lắng về chúng nó, vì đã kiếm được rồi. Vả lại, mọi vật quý trọng hơn hết trong Israel đã dành cho ai? Há chẳng phải cho ngươi và cho cả nhà của cha ngươi sao? Sa-lơ đáp: Tôi chỉ là một người Benjamin, là một chi phái nhỏ hơn hết trong Israel. Nhà tôi lại là hèn mọn hơn hết các nhà của chi phái Benjamin. Nhưng sao ông nói với tôi giọng như vậy? Samuel dẫn Sa-lơ và kẻ tôi tớ người vào phòng, rồi mời ngồi chỗ thứ nhất trong các người dự tiệc, số chừng 30 người. Bây giờ Samuel nói cùng đầu bếp rằng: Hãy bưng phần ta đã trao cho ngươi và ta đã dặn để riêng ra. Đầu bếp lấy chả vai và miếng bọc chung quanh đem dọn cho Sa-lơ. Samuel tiếp rằng: Kìa, miếng đã để dành cho ngươi ở trước mặt ngươi. Hãy ăn đi
từ khi ta định mời dân sự, ta đã giữ nó lại về tiệc này. Vậy trong ngày đó, Saul ăn bữa cùng Samuel. Đoạn, chúng đều xuống khỏi nơi cao, vào trong thành, còn Samuel trò chuyện cùng Saul trên mái nhà. Qua ngày sau, hai người dậy sớm. Khi hừng đông, Samuel gọi Saul trên mái nhà mà nói rằng, hãy đứng dậy, ta sẽ đưa ngươi đi. Saul đứng dậy, rồi Samuel và Saul cả hai đồng đi ra. Khi đến đầu thành, Samuel nói cùng Saul rằng, hãy truyền cho kẻ tôi tớ đi trước chúng ta. Kẻ tôi tớ bèn đi trước. Người tiếp rằng, bây giờ hãy dừng lại, để ta nói cho ngươi nghe lời của Đức Chúa Trời. Chương 10. Samuel lấy một ve nhỏ đựng dầu, đổ trên đầu Saul, hôn người mà nói rằng, này, Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ngươi, đã ngươi làm vua của cơ nghiệp Ngài. Ngày nay, khi đã lìa khỏi ta, ngươi sẽ gặp hai người gần bên mộ Ra-chen, trên bờ cõi xứ Benjamin tại Sết-sa. Họ sẽ nói với ngươi rằng, những lừa cái mà ngươi đi tìm đã gặp được rồi. Này, cha ngươi chẳng còn lo đến lừa cái nữa, nhưng lại lo sợ về các ngươi, tự hỏi rằng, phải lo liệu sao về con trai ta. Từ đó, ngươi sẽ đi tới, đến cây dẻ bột Tha-bô. Ngươi sẽ gặp ba người đi lên Bê-tên đặng thờ lại Đức Chúa Trời. Một người chở ba con dê đực, một người đem ba ổ bánh, và người thứ ba đem một bầu da rượu. Chúng sẽ chào ngươi và cho ngươi hai ổ bánh mà ngươi phải nhận lấy nơi tay chúng. Kế sau, ngươi sẽ đến Gibea Elohim, là nơi có một cái đồn của dân Philistine. Khi đã vào thành, ngươi sẽ gặp một đoàn tiên tri từ nơi cao xuống, có đờn sắt, trống cơm, ống sáo và đờn cầm đi trước. Họ sẽ nói tiên tri. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi nói tiên tri cùng chúng, rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác. Khi ngươi thấy các dấu hiệu này xảy ra, thì hãy tùy cơ mà làm, vì Đức Chúa Trời ở cùng ngươi. Đoạn, hãy đi xuống trước ta đến Ginh-ganh, ta sẽ theo ngươi ở đó đặng dân của lễ thiêu và của lễ thù ân. Ngươi sẽ đợi 7 ngày, cho đến chừng ta tới. Bây giờ, ta sẽ dạy ngươi điều phải làm. Saul vừa xây lưng lìa khỏi Samuel, Đức Chúa Trời bèn đổi lòng người ra khác, và các dấu hiệu đã bảo trước đều ứng nghiệm nội ngày ấy. Khi Saul đến Gibea, có một đoàn tiên tri đến đón người. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người nói tiên tri giữa chúng. Khi những kẻ vốn quen biết Saul trước thấy người nói tiên tri với các đấng tiên tri thì hỏi nhau rằng, con trai của Kích đã xảy ra làm sao? Saul cũng vào số các tiên tri ư? Có người ở Gibea đáp rằng, mà cha họ là ai? Bởi đó có câu ngạn ngữ rằng, Saul há cũng vào số các tiên tri ư? Khi Saul thôi nói tiên tri thì đi lên nơi cao. Chú Saul hỏi người và kẻ tôi tớ rằng, hai người đi đâu? Saul thưa rằng, đi kiếm những lừa cái, và vì không gặp được, chúng tôi có cầu vấn Samuel. Chú của Saul tiếp rằng, xin cháu hãy tỏ cho chú biết điều Samuel đã nói cùng hai người. Saul thưa cùng chú mình rằng, người đã dạy tỏ cho chúng tôi rằng lừa cái đã tìm được rồi. Nhưng Saul không tỏ gì về điều Samuel đã nói về việc nước. Samuel nhóm hiệp dân sự trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mít-ba, rồi nói cùng dân Israel rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: ta đã đem Israel ra khỏi Ê-díp-tô, ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay dân Ê-díp-tô và khỏi tay mọi vua hà hiếp các ngươi. Ngày nay các ngươi từ chối Đức Chúa Trời của các ngươi là đấng đã giải cứu các ngươi khỏi mọi sự hoạn nạn và nguy hiểm. Các ngươi đã thưa cùng Ngài rằng, xin hãy lập một vua quản trị chúng tôi. Vậy bây giờ, hãy ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va.
từ chi phái và từ hàng ngàn người. Samuel biểu mọi chi phái Israel đến gần, rồi chi phái Benjamin được chỉ định. Người biểu chi phái Benjamin đến gần từ họ hàng, rồi họ Macri được chỉ định. Đoạn Saul, con trai của Kích, được chỉ định. Người ta tìm Saul nhưng không thấy. Chúng bèn hỏi lại Đức Giê-hô-va rằng, còn có người nào khác sẽ đến đây chăng? Đức Giê-hô-va đáp, kìa, nó ẩn trong đồ đạc kia. Người ta chạy tìm người tại chỗ đó. Saul ra mặt giữa dân sự, người cao hơn cả chúng từ vai trở lên. Samuel nói cùng cả dân sự rằng, các ngươi có thấy người mà Đức Giê-hô-va đã chọn chăng? Trong cả dân sự không có ai giống như người. Hết thảy đều tung hô mà la lên rằng, nguyện vua vạn tuế. Samuel tuyên giảng luật pháp của nước tại trước mặt dân sự, chép trong một cuốn sách mà người để trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, Samuel cho cả dân sự ai về nhà nấy. Saul cũng về nhà mình tại Gibea. Có những người dõng sĩ chịu Đức Chúa Trời cảm động lòng đều đi theo người. Song có mấy người phỉ đồ nói rằng, hắn đó cứu giúp chúng ta được việc chi? Chúng nó khinh dễ người, không đem lễ vật gì cho người hết. Nhưng Saul giả đò không nghe. Thi Thiên 92. Hỡi đấng chí cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va và ca tụng danh của Ngài. Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài. Trên nhạc khí 10 dây và trên đàn cầm hòa thinh với đàn sắt. Vì hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm cho tôi vui vẻ bởi công việc Ngài. Tôi sẽ mừng rỡ về các việc tay Ngài làm. Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài lớn biết bao, tư tưởng Ngài rất sâu sắc. Người u mê không biết được, kẻ ngu dại cũng chẳng hiểu đến. Khi người dữ mọc lên như cỏ và những kẻ làm ác được hưng thịnh, ấy để chúng nó bị diệt đời đời. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, Ngài được tôn cao mãi mãi. Vì hỡi Đức Giê-hô-va, kìa kẻ thù nghịch Ngài, kìa kẻ thù nghịch Ngài sẽ hư mất. Hết thảy kẻ làm ác đều sẽ bị tản lạc. Nhưng Chúa làm cho sừng tôi ngước cao lên như sừng con bò tót, tôi được sức bằng dầu mới. Mắt tôi cũng vui thấy kẻ thù nghịch tôi bị phạt, và tai tôi vui nghe kẻ ác giấy nghịch tôi bị báo lại. Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, lớn lên như cây hương nam trên Liban. Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sinh bông trái được thịnh mậu và xanh tươi, hầu cho tỏ ra Đức Giê-hô-va là ngay thẳng. Ngài là hòn đá tôi, trong Ngài chẳng có sự bất nghĩa. Chương 36. Hỡi con người, hãy nói tiên tri về các núi của Israel và rằng, hỡi các núi của Israel hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: vì quân thù nghịch có nói về bay rằng, ê, những gò cao đời xưa thuộc về chúng ta làm sản nghiệp. Vì cớ đó, hãy nói tiên tri và rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: thật, vì chúng nó đã làm cho bay nên hoang vu và nuốt bay tư bề, đặng bay trở nên sản nghiệp của những kẻ sót lại của các nước, và bay bị miệng kẻ hay nói bàn luận và bị dân sự chê bai. Vì cớ đó, hỡi các núi của Israel hãy nghe lời của Chúa Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy cho các núi và các gò, cho khe suối và đồng trũng, cho nơi đổ nát hoang vu và các thành bị bỏ, đã phó cho những kẻ sót lại của các nước chung quanh bay cướp bóc và nhạo báng. Vì cớ đó Chúa Giê-hô-va phán như vậy: thật, trong cơn ghen tương nóng nảy, ta rao lời án nghịch cùng kẻ sót lại của các nước ấy và cả Ê-đôm, là những kẻ đầy lòng vui mừng và ý khinh dễ, định đất của ta cho mình làm kỷ vật, đặng phó nó cho sự cướp bóc. Vậy nên, hãy nói tiên tri về đất của Israel, hãy nói với các núi và các gò, khe suối và đồng trũng rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: thật, ta phán trong cơn ghen và cơn giận của ta,
vì bay đã chịu sự hổ nhuốc của các nước. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ta đã thề rằng các nước chung quanh bay chắc sẽ chịu hổ nhuốc, nhưng bay các núi Israel sẽ sinh những nhánh và ra trái cho dân Israel ta, vì chúng nó sắp trở về. Này, ta hướng về bay, xây lại cùng bay, và bay sẽ bị cày cấy gieo vải. Trên đất bay, ta sẽ thêm số dân cư và số con cái cả nhà Israel. Các thành sẽ có người ở, các nơi đổ nát sẽ được dựng lại. Ta sẽ thêm loài người và loài vật trên đất bay. Chúng nó sẽ thêm nhiều và nảy nở. Ta sẽ làm cho bay đông dân như lúc trước, và ban ơn cho bay hơn thuở ban đầu. Bây giờ bay sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Ta sẽ làm cho những dân cư bước đi trên đất ngươi, tức là dân Israel ta. Thật, chúng nó sẽ được mày làm kỷ vật. Mày sẽ làm sáng nghiệp chúng nó và không làm mất con cái chúng nó nữa. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Vì người ta nói cùng bay rằng, hỡi đất, mày nuốt người ta và làm mất con cái của dân mày đi. Cũng vì cớ đó, mày chẳng nuốt người ta nữa và không làm mất con cái của dân mày đi nữa. Chúa Giê-hô-va phán vậy: Ta không để cho mày nghe những lời nhiếc móc của các nước nữa. Mày sẽ không còn chịu sự nhuốc nha của các dân nữa, và mày không khiến dân mình vấp phạm nữa. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, khi nhà Israel ở trong đất mình đã làm ô uế đất ấy bởi đường lối và việc làm của mình, đường lối chúng nó ở trước mặt ta như là sự ô uế của một người đàn bà chẳng sạch. Ta đã rải cơn thạnh nộ của ta trên chúng nó vì cớ huyết mà chúng nó đã làm đổ ra trên đất, và vì chúng nó đã làm ô uế đất ấy bởi thần tượng mình. Ta đã làm tan tác chúng nó trong các dân, và chúng nó đã bị rải ra trong nhiều nước. Ta đã xét đoán chúng nó theo đường lối và việc làm. Khi chúng nó đã tới trong các nước mà chúng nó đã đi đến, thì chúng nó đã phạm danh thánh ta, đến nỗi người ta nói về chúng nó rằng, ấy là dân của Đức Giê-hô-va, chúng nó đã ra đi từ đất Ngài. Nhưng ta tiếc danh thánh của ta mà nhà Israel đã phạm trong các dân tộc, là nơi nhà ấy đã đi đến. Vậy nên, hãy nói cùng nhà Israel rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Hỡi nhà Israel, ấy chẳng phải vì cớ các ngươi mà ta làm cách ấy, nhưng vì cớ danh thánh ta mà các ngươi đã phạm trong các dân, là nơi các ngươi đã đi đến. Ta sẽ làm nên thánh danh lớn của ta, là danh đã bị phạm trong các dân. Giữa các dân đó, các ngươi đã phạm danh ấy. Chúa Giê-hô-va phán: Như vậy, các dân tộc sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi trước mắt chúng nó ta sẽ được tỏ ra thánh bởi các ngươi. Ta sẽ thâu lấy các ngươi khỏi giữa các dân. Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và đem về trong đất riêng của các ngươi. Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi, và các ngươi sẽ trở nên sạch. Ta sẽ làm sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Các ngươi sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi. Các ngươi sẽ làm dân ta. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi. Ta sẽ giải cứu các ngươi khỏi mọi sự ô uế. Ta sẽ gọi lúa mì tốt lên, khiến cho nảy nở thêm nhiều, và không giáng cho các ngươi sự đói kém. Ta sẽ thêm nhiều trái cây và hoa lợi của đồng ruộng, hầu cho các ngươi không vì đói kém chịu sự xấu hổ ở giữa các nước. Bây giờ, các ngươi sẽ nhớ lại đường lối xấu xa của mình và việc làm của mình là không tốt. Chính các ngươi sẽ tự gớm ghét mình vì cớ tội lỗi và những sự gớm ghiếc của các ngươi. Chúa Giê-hô-va phán:
Chẳng phải vì cớ các ngươi mà ta làm như vậy, các ngươi khá biết rõ. Hỡi nhà Israel, khá biết hổ và mắc cỡ về đường lối mình. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ngày mà ta sẽ làm sạch mọi tội lỗi các ngươi, ta sẽ lại làm cho thành các ngươi có dân ở, và những chỗ đổ nát sẽ dựng lại. Đất hoang vu sẽ cày cấy, dầu mà trước đã hoang vu trước mắt mọi kẻ đi qua. Chúng nó sẽ nói rằng: Đất hoang vu này đã trở nên như vườn Eden. Những thành đổ nát, hoang vu, tàn phá kia, kìa, đã có tường vách và dân ở. Bây giờ, các dân tộc còn sót lại xung quanh các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, đã cất lại nơi bị phá, trồng lại nơi bị hủy. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán lời đó và sẽ làm thành. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ta còn muốn nhà Israel cầu hỏi ta để ta làm sự này cho. Ta sẽ thêm nhiều người nam nó như một bầy chiên. Các thành đổ nát sẽ đầy những bầy người như bầy chiên để làm của lễ, như bầy của Jerusalem trong ngày lễ trọng thể. Và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.